tôi sẽ đưa nó lên chơi với chị. Mày không biết được về à? Tao đi tìm con đây này. Có ai như mày đâu. Ở nhà con không chịu chăm suốt ngày rượu. Mấy cái cốc rượu này. Này đi rượu này cho mày uống. Con mày để tao mày không trông mày đi đâu biệt tích. Tao đi. Thế mày đã gửi được công tiền nào về cho tao đâu? Mày đi làm mấy năm nay à? Gửi về để cho mày uống rượu à? Thôi đừng cãi nhau nữa. Đi tìm con về nhà đi. Đấy. Ông đi đón nè, đi đón con về đây. Nào, dậy, dậy, theo tao đi đón con. Để tao đi đi. Đấy, đi đi. Bảo rồi, uống ít rượu thôi, suốt ngày uống rượu. Mày nói ít rồi. Qua về em cũng lo quá chị ạ. Trời mưa hay sợ nó ốm ấy. Chị cũng lo quá, cả đêm qua chị không ngủ được. Đi tìm khắp xung quanh đây mà chả thấy nó, không biết nó trốn ở đâu nữa. Vâng. Tối nay chị em đấy chị cứu luôn đi. Này rồi hay là mình xuống đường dưới đi hỏi người ta xem có thấy không. Đi xe thế này cũng tìm không thấy, chị đi bộ xuống tìm quanh quanh khu này xem. Vâng vâng, thế chị đi sáng mai này để em đi xe xuống đây xem sao. Xong là có gì lát nữa em quay lên đây nhá. Vâng, chị quanh quanh ở khu này. Bye.
Đây, lên xe để em đưa mấy mẹ con về. Cảm ơn chú quá. May là chú hộ tìm đấy. Cún về nhà mày ngoan nhá, ở với mẹ không được đi đâu nữa nhá. Thôi cháu cũng về rồi, em đã cũng về luôn đây. Ở đây ăn cơm với chị với các cháu. Vâng, em cũng đang bận đây. Có gì để lúc nào em xuống thăm chị và các cháu sau nhá. Đấy, bây giờ mày vào nhà họ mà nói chuyện đi. Rồi đó, tan về. Con ơi. Anh chị lại lên đây làm gì đấy? Con tôi đâu? Hôm qua chị có tìm đâu mà hôm nay chị hỏi tôi. Tôi đi tìm nhưng không thấy. Đấy là việc của chị chứ. Nói. Con tôi đâu? Con tôi nuôi. Anh suốt ngày say rượu thế này anh đòi nuôi con kiểu gì? Một đứa trẻ con mà anh nuôi được ạ? Say rượu này ấy. Anh chị đi tìm đi. Lúc nào chị tôi đây không thấy. Tôi đoán chắc là nó vẫn đang ở đây. Mang đưa đây, đưa nó ra đây. Cô giấu nó ở đâu rồi? Tôi không giấu, tôi đã bảo là tôi không giấu. Tôi đã tìm không thấy con chị rồi, chị cứ về đòi tôi là thế nào? Cô đừng có mà nói đi. Tôi đã bảo từ hôm qua chị đi tôi tìm đấy à. Không phải bình tĩnh em ạ, em không thể tin chuyện này được. Bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết. Không bình tĩnh được em ạ. Cái chị này vô lý lắm, chị không chấp nhận được đâu. Đâu, cô đưa nó ra đây cho tôi. Tôi đã bảo là tôi không giấu, tôi không biết con chị ở đâu, chị đi. Ê, cái nhà con ở đâu không? Bình tĩnh. Để tôi gọi người xong giải quyết. Cô giấu nó ở đâu rồi? Alo bác ơi, bác trưởng thôn xuống đây giải quyết vụ này giúp cháu ơi. Tôi không thương nó cơ mà. Có phải tôi không thương đâu mà tôi giấu nó đi làm gì? Đấy, từ hôm qua tôi vẫn chưa tìm thấy nó. Chắc chắn là cô vẫn giấu nó nên tôi mới không tìm thấy. Tôi đổi mưa đổi nắng đi tìm con đấy. Chị đi đâu? Chị có tìm không? Chị có tìm thật không? Tôi đi tìm nhưng không thấy. Chị không thấy con, chị dám chị xuống đây ăn vả. Cô gọi nó. Thế mày có dạ con ra đâu? Anh một cười thật đấy nhỉ? Bình tĩnh, anh làm cái gì đây? Anh say rượu, anh vô lý vừa rồi nhá. Đừng có thấy tôi mọi con gái, phụ nữ mà đi bắt nạt tôi như thế nhá. Tôi không thèm giấu con anh đâu nhá. Quá đáng ở đây nhá. Cứ bình tĩnh. Không bình tĩnh cái gì được. Các người đừng có ỉ mà đông rồi mà bắt nạt tôi nhá. Con các người không lo, không tìm. Bây giờ về đây, về ăn vạ với tôi à? Đừng có cãi nhau nữa. Con đấy, đi về là được rồi. Tôi bảo con không giấu nó, thế nó ở đây này. Tôi đi tìm vất vả về đây đấy. Không phải là nó tự về đâu ạ. Con đi về là được cái gì? Con tôi đi tìm cả đêm cả ngày hôm qua đấy, chị biết không? Không phải là nó tự bước chân về đây đâu. Nếu mà nó đồng ý thì tôi sẽ cho nó về. Nhưng phải có người chứng kiến tôi mới cho về đấy. Đi. Tôi bảo anh bình tĩnh. Anh làm như thế nó sợ đấy. Anh làm cái gì mầm đấy đây? Hả? À, bác. Vâng, vâng. Làm cái gì? Bây giờ thì có cái gì đâu, chúng mày cứ từ từ mà giải quyết. Làm này cháu nó sợ chứ. Thôi bây giờ, vâng, mày cứ thu xếp cho bây giờ ba mặt một lời đây là cho con nó về. Con nó về đi theo bố. Đấy. Có gì đâu. Chú xem, anh chị ấy say rượu đùng đùng như thế mà đi lên làm như thế thì con chẳng sợ lắm sao mà nó chịu về được. Về nhá, con về với bố. À. Về với bố đi. Nào con, bây giờ mình đi về nhá, bố với mẹ về đón đi về đi, con này. Bố mẹ đón đi. Mình đi về nhà. Nhưng mà mẹ không được đi, bố lại bỏ rượu nha. Ờ, được rồi, mai nữa. Bố khác bỏ rượu nhá. Đi nữa. À, đón về thôi nhá, đi về theo mẹ nhá. Con thấy là cho nhanh
Thôi bây giờ mai về cho các cháu nó thỉnh thoảng nó lên đây thì nó lên nhá. Các cháu hai đứa nó lên bây giờ về đi nhá. Vâng. Đi rồi không có nhiều nữa, về thôi. Con về về với mẹ mẹ, mẹ đi nhá. Đấy, con về đi nhá. Về nhá. Lên lấy quần áo cho con. Lúc nào cháu nó muốn lên tôi sẽ đưa nó lên chơi với chị. Thôi dạ, cho cháu nó với mẹ nó tốt hơn chị ạ. Lúc nào nhớ mẹ thì bảo mẹ mai đưa lên nhé. Vâng. Con ở đây chờ mẹ lấy quần áo cho con. À xong, lúc nào con muốn lên chơi mẹ lại đưa con lên đây chơi với em, với mẹ, mẹ mẹ Oanh, mẹ Nụ nhá. Lúc nào nhớ chị lại lên chơi. Lúc nào chị lại lên chơi. Bye bye em nhá. Ở nhà mẹ, mẹ ngoan nhá. Chị đi mấy hôm chị nhớ chị lại lên với em nhá. Bye bye em nhá. Uống rượu ít thôi, không là vợ con nó bỏ đi đấy nhá. Chú nhá. Nghe chưa? Con đang làm gì đây? Con nghe thuốc cho mẹ con.
mẹ con đâu, mẹ con làm sao? Mẹ con ốm. Con ốm á? Thế đi vào đây chú xem nào. Chết rồi, cái không phải thuốc cho người ốm đâu con ạ. Đưa đưa chú vào xem mẹ xem nào. Con ốm nhiều lắm. Nhiều lắm á? Đâu xem nào. Chị bị làm sao đấy? Để em xem nào. Trong người chị thấy thế nào rồi? À, thế để em đi lấy nước nóng em chườm cho chị nhá. Chị bị ốm lâu chưa? Lúc nãy chị đang ngồi kia thôi. Tự nhiên thấy đau đầu quá, lên đây là thấy sốt. Vâng, thế hai mẹ con ăn gì chưa? Chưa. Chưa à? Thế để tí em nấu cho bát cháo nhá. Chị nằm đây nghỉ nhá, để em đi nấu cháo với chị. Cháo cho hai mẹ con ăn đây. Đỡ thế nào chưa? Mà đừng buồn nữa chị ạ. Con Tú nó về bố mẹ nó được đi học cũng được chị ạ. Chị thương nó lắm. Mà hôm nào nhớ quá thì mình xuống thăm nó chị ạ. Chị đi ngồi dậy đi cho nó nhẹ người chị ạ. Đỡ phải suy nghĩ nhiều.
xịt giày được không? Chúng nấu cháo cho con ăn á. Để chị ngồi nghỉ nhé, em đi xem nồi cháo. Ngồi chờ chú tí nhá. Coi được mấy tuổi rồi? 2 tuổi. 2 tuổi rồi á? Thế bố con đâu? Bố con say rượu. Bố con say rượu á? Bố con hư nhè. Ngon quá nhè, chú nấu cháo. Ăn được không chị? Ngon lắm. Cháo ngon không? Có. Đó à, ngon quá nhỉ. Chị cố gắng ăn vào cho khỏe xong còn lo cho cháu nhá. Có việc gì đến rồi cũng sẽ đến thôi chị ạ. Có gì mai kia em xuống thăm chị tiếp. Chào chú đi ba. Chào hai mẹ con nhá. Bố về đây. Mẹ đi cất cái bát nhá. Con về mẹ con mình ngủ nhá. Con ngồi đây chờ mẹ nhá.